Anh em comment là Khánh đốt nhà nhiều vào, ok, Khánh vui mà, Khánh thích nghe câu đốt nhà mà đã dám làm thì làm gì không dám nhận. Đốt nhà là thật mà, thích quá. Comment Khánh đốt nhà đi, Khánh đốt nhà, ok. Em đang thích đốt nhà đây. Đấy mới là người đàn ông can đảm đúng không? Nghe Tần Nguyên nói chưa? Tần Nguyên nó bảo những đứa trẻ nghịch ngợm sau này đều làm tướng hết. Nghe nghe này, người kiếm nước đốt cả nhà này, nó là gấu nào nghe này. Bực mình bác kim bố ạ, chuyện bực quá. Đâu có cái con trước 7 năm trước thì có chơi với nhau yêu đương linh tinh nhưng có phải là vợ đâu. Ngày đấy em cãi nhau với nó thì em tức em đốt nhà. Đốt nhà, đốt kê mấy cái sofa, mấy cả mấy cái bàn ghế này, đốt thì nó chỉ là ám khói ở bàn thờ, thì đốt trong nhà thì nó khói là cái chuyện bình thường. Nói bảo em này nó lên mạng nó làm clip mà bảo em là đốt cả bàn thờ, đốt thằng đốt bàn thờ còn nguyên thì nó bảo em đi đốt bàn thờ. Em tức ấy, tính em nó nóng ấy. Em kê mấy cái sofa, mấy bàn ghế gỗ em đốt thì nó ám khói vào bàn thờ còn nguyên, đánh rửa đi còn nguyên này. Nó lại kể trên mạng nó bảo em đi đốt bàn thờ. Anh chào Ly nhá. Ô lại người. Nó vậy nó bán bò khô hô với gà. Nó thấy em lại đang nổi ấy. Nó cố tình tạo ra câu chuyện linh tinh để nó lên TikTok nó livestream nó tạo câu chuyện để nó bán khô gà. Bán khô gà, khô ghiếc thì con em mình không thích về đàn bà hiểu không? Tính em từ xưa nay cũng động chạm đàn bà mấy rồi. Cái câu chuyện của cô Mộng Lì mới chỉ toàn là gì lúc mới đánh nhau ấy. Nếu mà để em tham gia thì nó quá là nhiều view luôn. Nhưng mà tính em thì em có một nguyên tắc. Gần đây em có một nguyên tắc là bây giờ tầm của em nó cao rồi.
Em đi cãi nhau với đàn bà thì chỉ còn rồi. Trước thì có thể là hồi bé này có thể cãi nhau với đàn bà, nhưng mà từ lâu rồi Khánh không tham gia mấy cái chuyện đàn bà đâu. Chỉ chuyện chị Thảo, chị Phương, Jenny, chị Thảo, Giàn Di, cô Ngọc Lì, Khánh có tham gia đâu. Nếu mà để tham gia như lúc mà họ mới đánh nhau mà để Khánh nên phân tích rồi là Khánh nên nói linh tinh ấy, nó rất là nhiều view nhưng Khánh không làm việc đấy. Khánh nên có lên thì chỉ nên khuyên mọi người là đừng có đánh nhau hay đừng có đem câu chuyện của riêng nhau bóc phốt lên mạng vì đã chơi với nhau. Cái kẻ thù nguy hiểm nhất là kẻ thù đã từng là bạn với mình. Nó biết hết những loại thói hư tật xấu. Đúng, phụ nữ không chấp ạ. Cái kẻ thù nguy hiểm nhất là kẻ thù đã từng là bạn mình vì nó biết hết những cái điểm mạnh điểm yếu thói hư tật xấu. Đúng không? Ăn ở cũng không biết mà. Thế về Khánh thì Khánh không mở tham gia cuộc đấy. Khánh chỉ nói một lần để mọi người hiểu. Nhà tao có hai cái. Nhà tôi xây lên nên tôi thích thì tôi kê bàn ghế tôi đốt, tức bức xúc nên tôi đốt là chuyện bình thường thôi. Ví dụ tôi đánh đập mẹ tôi cơ. Đúng không? Tôi đánh mẹ tôi cơ. Hay là tôi chửi mẹ tôi cơ. Mới là náo, mới là bất hiếu. Tôi còn làm đâu. Nhà tôi có hai cái, mẹ tôi ở một cái, tôi ở một cái. Mà bây giờ thậm chí là nhà hai cái vứt xó gọi ở đâu. Tôi toàn đi lang thang khắp nơi. Tôi đi khắp thiên hạ, giao lưu anh em khắp nơi. Khánh là một đứa trẻ nghịch ngợm anh em ạ, Khánh là một đứa trẻ nghịch ngợm ngỗ ngược, nói thật này. Nếu mà nghe bạn nghe như cái Tần Nguyễn nó nói Khánh nhá, là Khánh ngày hôm nay, câu chuyện ngày hôm nay này, nếu là Khánh ấy mà sau này không làm tướng, không làm tượng thì không phải là Khánh ngày hôm nay nghe nhá. Đốt nhà cách đây 7-8 năm rồi. Nó không nhỏ thì là cái gì đó. Cách đây 8 năm rồi, 26. Mà đốt đéo thì cái nhà này nó bằng bê tông ấy, gọi là tức thì kê cái sofa mấy cái, bàn ghế gỗ nên châm nửa nên có cái gì đâu mà nó cháy nhà đâu. Nó ám khói vào khắp nhà ấy. Cái con đi lại bảo mình đi đốt cả bát hương. Đời bố mày đi đốt bàn thờ bát hương. Mày bị nào thích tao là tao về tao quay cho, nếu mà cái bàn thờ vẫn còn nguyên ám khói, bàn thờ cũ vẫn còn vết khói vì là nó ám khói thì cọ rất là khó, vẫn còn nguyên, nó ám khói vẫn còn nguyên đấy chứ không bao thay bàn mới nhá. Thôi câu chuyện với con đàn bà này chấm dứt đây nha, nó cho đi bán bò khô với gà khô đây, khô gà khô bụng kệ bà nhá, đấy gì đâu mà mẹ. Câu chuyện 8 năm rồi bây giờ lại thấy có view bắt đầu lên làm clip nó như thật. Hoài bình thường anh không mà chấp đàn bà, thứ hai là không mà lên thanh minh hay bức xúc về cái chuyện này, nhưng mà nó lại đăng lên mạng mấy ngày hôm nay rồi, xong nó lại ghi cả trên phở bò là mọi người ơi 7 giờ sáng mai vào nghe mình bóc phốt một idol nhé. Bố mày đi ăn cướp chưa hay bố đi ăn cắp ở ngoài xã hội chưa, nhà bố mày đốt làm sao? Còn cái việc mày nói tao đốt bàn thờ là mày sai đấy, bàn thờ vẫn còn nguyên đấy. Bố mày về quay và vẫn cái bàn thờ ám khói ngày xưa, nó vẫn còn vẹn khói bàn thờ cổ cũ, vẫn còn cả vết khói, vết khói của sofa nó ám vào, mà nhựa nó ám vào. Nếu mà còn nguyên thì làm sao con hàng phù thủy nhá, ăn đứng dựng ngược cái câu nai để bán ba cái khô gà khô vùng. Thôi cho mình không muốn cuốn vào cái vòng xoáy của nó anh em ạ, cuốn vào vòng xoáy cái câu đàn bà làm gì. Chẳng qua là nhiều anh em cứ nhắn tin là Khánh mày đốt bàn thờ à, mình cay quá. Mẹ bàn thờ là thờ tổ tiên đẻ ra mình mà nó lại dám nó bịa đặt mình mới bức xúc chứ, nếu mà không phải cái việc đấy thì cũng nói nó bảo đốt nhà tôi nhận, tôi đốt nhà mà tôi có phụ nhận đâu, tôi có đốt nhà ok, nhưng cái việc mà bàn thờ vẫn còn nguyên đấy, nó khói trong nhà nó bay vào ám vào thì làm sao, giờ vẫn còn nguyên đấy, cỏ rửa vẫn còn nguyên đấy, vẫn còn vẹt khói, đầy vẹt khói. Là cái việc đấy là cái việc đạo đức con người là mình bắt buộc nên là mình nói mọi người là không có chuyện đó. Nhà Khánh cái có hai cái ở Hưng Yên, mẹ một cái, nhà Khánh ở cái, Khánh có ở nhà bao giờ đâu, ở nhà 3 hôm mình nóng đít đi tuổi khỉ, Khánh tuổi khỉ nên không ngồi yên một chỗ được, Khánh tuổi khỉ Khánh không ngồi yên một chỗ được, cứ ở đâu được một thời gian là lại nóng đít, lại chán, tuổi khỉ nó cả thèm nóng chán rồi mọi người. Con người đã đi theo cái mệnh và cái tuổi ấy, Khánh thì chả là cái gì cả, nhưng mà trong cái lĩnh vực của Khánh, cái tiếng nói của Khánh nó rất quan trọng.
huấn hoa hồng phải nộp tiền cho Khánh, anh biết rồi, nói một câu huấn hoa hồng phải nộp tiền từ gần trước. Dương Minh Tuyền gặp Khánh thì khóc thét, tiến bịp, đái ra quần, dũng trọng, chưa có thằng nào dám bật Khánh trên mạng ngoài đời luôn. Ngoài đời ấy, vụ va chạm ấy, Tùng Dương ấy, nó bảo nó sang Bắc Linh kiếm Khánh ấy, anh em Khánh ấy, mang kiếm đầy đường đợi nó, có dám đến điểm hẹn đâu. Hôm ấy cái buổi chiều ở Từ Sơn ấy, Khánh con người không xuống đường thì thôi em nhá, không xuống đường ngồi im. Nó là mọi người, một khi mà là mọi danh dự của nhau rồi, chơi là chơi. Bình thường hay ngay cái nhau trên mạng nó là vui và nó là kiếm tiền giải trí, có thể mình chửi người ta chửi lại ok, nhưng một khi mà động vào danh dự thật của nhau xuống đường rồi đấy. Hoàng Tùng Dương thì biết hôm ấy là anh em nhà Khánh hơn chục mạng mang kiếm bao tải với cả ba lô đợi nó ở đường, nó ra đâu, nó mà ra thì chẳng ngày hôm nay Khánh chắc cũng không còn ngồi đến nói chuyện nữa. Hôm ấy Khánh chấp nhận mà Khánh đã khóc trước khi đi ra đường đợi nó. Khóc là gì? Mình chấp nhận mình xuống đường, có thể là chết, có thể là đi tù. Mẹ Khánh năm nay 68 tuổi, mình ví dụ như là mình gây ra một cái án gì đó thì chắc chắn là mẹ không chờ được mình rồi, mà mẹ không chờ được mình về rồi. Mình bắn chết người hoặc là mình hôm mang súng đi mà, thế bắn chết người thì bây giờ thì chắc chắn là chung thân hoặc tử hình rồi. Thế thì trước khi mình làm một việc quan trọng, mình cũng đã đấu tranh tư tưởng rất là dây dứt và Khánh chấp nhận hôm ấy là tổ chức va là va, xuống đường là xuống đường. Tùng Dương nó có đến đâu, Hoàng Tùng Dương đi. Giờ nhắc đến Khánh Cai, Tùng Dương ra quần luôn. Anh em tao không kể ở Bắc Linh, dưới Hải Phòng rất là ok luôn. Kể cả bên Campuchia gọi về lúc nào được mấy thằng lính thiện chiến luôn. Không phải là mình xui anh em vào chỗ chết. Ví dụ như là mình có việc, mình không phải mình xui anh em vào chỗ chết, mà khi lúc mình sống với anh em tình cảm tình nghĩa, anh em đi trại mình vẫn gửi tiền thăm nom. Mình nghèo nghèo thật nhưng mà anh em đi trại không có nhiều thì gửi 1-2 triệu lưu ký là có. Thì cái việc mà đến khi anh em nó thấy mình có việc thì nó giúp mình nhau chuyện bình thường mà. Còn xã hội này mà một khi đã vào việc rồi thì phải đông anh em. Ví dụ như dân xã hội Hải Phòng nó đi vào việc ấy, nó chỉ bắt đi 3-4 người đi ô tô con thôi. Nó có vụ trên Thái Nguyên kìa. Cái thằng trên Thái Nguyên cũng là đại ca đại cốc nhưng mà sống bẩn. Thế là cái thằng khu đấy nó ghét, nó thuê mấy thằng Hải Phòng lên. Nhưng mà lâu rồi. Thì 3-4 người xách con hàng nóng đi là xong rồi đâu. Có dám bắn hay không, có dám cướp cò hay không.